Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn lại dành thời gian để theo dõi những bài học tiếng Đức của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau học những mẫu câu để giới thiệu về nghề nghiệp của mình. Và bây giờ sẽ là những mẫu câu mà chúng ta sẽ học. Để hỏi xem một người làm nghề gì thì chúng ta có thể hỏi như sau. Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Hoặc là về ngôi gì? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Chúng ta cũng có một cách hỏi khác, đó là Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Với ngôi gì? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Để trả lời thì chúng ta có thể nói Ich bin và nghề của mình. Ví dụ Ich bin Lehrerin. Hoặc là Ich arbeite als Lehrerin. Ich arbeite als. Để hỏi xem một người làm việc ở đâu, chúng ta sẽ hỏi Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Hoặc là Wo arbeiten Sie? Wo arbeiten Sie? Để trả lời chúng ta có thể nói Ich arbeite in einer Bäckerei, in einer Werkstatt, in einem Supermarkt oder bei BMW. Để nói là một người làm ở đâu đó, một cái địa điểm cụ thể thì chúng ta sử dụng giới từ là in, preposition in là ở đâu đó. Có một điều cần lưu ý ở đây đó là đằng sau giới từ in thì chúng ta phải cộng với cả dative. Thì khi mà một danh từ đứng ở dative thì cái mạo từ của nó cũng phải thay đổi. Cụ thể như là với der và das thì chúng ta có là in einem. Ok, ví dụ như là chúng ta có der Supermarkt thì chúng ta phải nói là in einem Supermarkt. Ok, còn với die thì chúng ta sẽ nói là in einer. Ok, ví dụ như là die Werkstatt thì chúng ta sẽ nói là in einer Werkstatt. Còn muốn nói là làm việc ở một cái công ty nào đó thì chúng ta lại phải sử dụng giới từ là by. Ví dụ là một người làm việc cho hãng BMW chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói là by BMW oder by Mercedes, by Siemens und so weiter. Có một điều mà chúng ta cần lưu ở đây nữa đó là ở trong tiếng Đức thì chúng ta sẽ chia ra thành danh từ chỉ nghề nghiệp cho nam và cho nữ. Ví dụ như là der Lehrer đó là giáo viên nam, còn là die Lehrerin thì là giáo viên nữ. Các bạn có thể nhận thấy ở đây đó là danh từ chỉ nghề nghiệp cho giới nam thì luôn luôn có mạo từ là der giống đực, và cho giới nữ là mạo từ die giống cái. Và thông thường thì danh từ chỉ nghề nghiệp cho nam thì sẽ kết thúc bằng đuôi er, còn cho nữ là en. Tuy nhiên là chúng ta cũng có một vài ngoại lệ. Đó là Der Krankenpfleger, die Krankenschwester. Der Kaufmann, die Kauffrau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng với nhau làm quen với cả một vài những cái danh từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Đức. Và các bạn hãy cố gắng để đoán nghĩa của những từ mà mình sẽ đưa ra cho các bạn sau đây nhé.
Nếu như mà các bạn đã học tiếng Anh thì chắc hẳn rằng các bạn có thể dễ dàng đoán được nghĩa của những cái từ đó đúng không? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng với nhau luyện cách phát âm những cái danh từ mà các bạn vừa mới được làm quen nhé. Der Student, der Mechaniker, chữ C, âm CH ở đây các bạn đọc là như là khi các bạn phát âm chữ ich, Der Mechaniker, der Bäcker, der Elektriker, der Architekt, âm CH ở đây các bạn cũng phát âm tương tự như là ở từ Mechaniker, also sh, der Architekt, der Florist, der Journalist, die Sekretärin, der Sänger. Also khi mà cái chữ S đứng ở ở vị trí đầu tiên của từ thì chúng ta sẽ phát âm như là chữ S, như là chữ Z, also Sänger. Ok. Gut. Der Designer. Der Ingenieur. Để thuận tiện hơn cho các bạn trong việc học thì mình sẽ có một cái tài liệu tham khảo cho các bạn và sẽ có cái đường link ở ngay phần dưới video. Ok? Sehr gut. Geld verdienen neben dem Studium. Das gehört für viele Studierende in Deutschland zum Alltag. Gerade für internationale Studierende ist ein Nebenjob wichtig für den Lebensunterhalt. Klassiker unter den Studentenjobs sind studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft, Kellner im Restaurant oder Cafés, Produktionshelfer in der Industrie oder Babysitter. Für die meisten Jobs braucht man aber ganz gute Deutschkenntnisse. Studierende, die nicht aus der Europäischen Union, EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum, EWR, können in Deutschland nur eingeschränkt arbeiten. Das heißt, sie dürfen 120 volle oder 240 halbe Tage im Jahr arbeiten. Wenn du ein Praktikum machen möchtest, zählt es als reguläre Arbeit. Das gilt auch dann, wenn das Praktikum nicht bezahlt wird. Jeder Tag im Praktikum wird von deinen 120 Tagen Guthaben abgezogen. Diese Regelung gilt allerdings nicht für Praktika, die in der Studienordnung vorgeschrieben sind, also die sogenannten Pflichtpraktika. Diese Pflichtpraktika werden nicht auf dein 120 Tage Guthaben angerechnet. Nach dem Studienabschluss können Absolventen ihre Aufenthaltserlaubnis bis zu 18 Monate verlängern, um einen Job zu suchen. Während dieser Zeit darf man nebenbei so viel arbeiten, wie man will. Wenn deine Suche innerhalb diesen 18 Monaten erfolgreich ist, darfst du in Deutschland bleiben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dein Arbeitsplatz deinem Studienabschluss angemessen ist. Das bedeutet, deine zukünftige Arbeit muss fachlich etwas mit dem Studium, das du absolviert hast, zu tun haben. Zudem darfst du für die Arbeit nicht überqualifiziert sein. Zum Beispiel, für einen Absolventen im Fach Medizin ist die Arbeit als Programmierer fachlich nicht angemessen und ein Absolventen der Germanistik ist für das Kellnern in einem Restaurant überqualifiziert. Schon nach 2 Jahren qualifizierter Arbeit kann man unter bestimmten Voraussetzungen eine Niederlassungserlaubnis, also ein zeitlich unbefristetes Aufenthaltsrecht, erhalten. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, besteht nach 8 Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in Deutschland ein Anspruch auf Einbürgerung. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden aber in aller Regel sehr gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt. Nutzt daher jede Chance, Deutsch zu lernen und deine Deutschkenntnisse immer weiter zu verbessern.